5 lợi ích của việc học bó hoa, bí quyết để thành công trong kinh doanh hoa. Chào các bạn, mình là Lý đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về 5 lợi ích quan trọng mà bạn sẽ nhận được khi tham gia những khóa học bó hoa. Đặc biệt là bí quyết cuối cùng. Bí quyết thứ nhất, nâng cao kỹ năng bó hoa. Bạn sẽ học được bó hoa theo phong cách chuyên nghiệp, giúp bó hoa được chắc chắn và bắt mắt hơn. Khi khách hàng nhận được bó hoa, họ sẽ rất hài lòng. Thứ hai, bạn sẽ tự tin để sáng tạo ra những bó hoa độc đáo cho từng dịp đặc biệt. Bạn tạo ra những bó hoa đẹp lung linh với sự kết hợp màu sắc hài hòa, đáp ứng mọi nhu cầu khó tính nhất của khách hàng. Thứ ba, bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Thay vì tự mình thử và sai nhiều lần, bạn sẽ học được những kinh nghiệm của những người dạy bạn. Những kinh nghiệm này được đúc kết từ nhiều năm trước đó, thậm chí cả đời của họ. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, những người bạn học cùng cũng là nơi để bạn học được nhiều mẹo hay và những ý tưởng sáng tạo từ họ. Hơn hết, bạn có một môi trường để có thể giúp mình có thể tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Thứ tư, xây dựng uy tín. Khi bạn có những sản phẩm chất lượng cao, khách hàng sẽ tin tưởng và quay lại với bạn nhiều lần hơn. Khách hàng phản hồi tích cực sẽ tạo động lực để bạn duy trì nghề. Từ đó sẽ xây dựng được uy tín vững chắc trong ngành. Cuối cùng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nghe thì có vẻ vô lý, vì đi học thì mất nhiều tiền chứ sao mà lại tiết kiệm được. Đừng vội, bạn cứ nghe hết đã nha. Khi đi học, người dạy sẽ chỉ cho bạn những mẹo hay để có thể tiết kiệm nguyên liệu, bảo quản không bị mất giá, cách mua nguyên liệu làm sao cho hiệu quả, những bí quyết giúp bó hoa của bạn đẹp hơn, bắt mắt hơn. Từ đó bạn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, bạn còn có thêm những đơn hàng từ những mối quan hệ với họ. Khi bạn tự tin làm ra những thành phẩm đẹp, khách hàng sẽ quay lại. Và đó mới là nguồn thu nhập lớn nhất của bạn. Các bạn thấy sao về những lợi ích này? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong chuỗi video khám phá lợi ích của việc học bó hoa bạn nhé. Đừng quên bình luận bên dưới về những khó khăn mà bạn gặp phải khi làm hoa. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại!